nói sanh rì luôn. Khoái quá rồi, nay cà phê sữa khoái quá rồi. À, bữa đường cao đâu có giấy cho, không sữa không đường luôn. Thở ra, từ từ em. Này ngon vậy ngoại, này chủ quán cho ngon quá ha, có đại gì này chúng sữa hết đại gia ngán rồi hả, à, này trúng số rồi hả, wow, nghe được đi. Đường mà dưới 120 ok, mà trên 120 là no no cà phê mà sữa. Biết không? Bữa quốc 130 mấy luôn. Sợ chết mà áp huyết luôn. Một ngày đó ăn 160 mấy mà đường 130 mấy khỏi ngày cho ăn gì. Đúng rồi mà bảy bọc tả. Quýnh quán luôn hả? Tại ngoại không phải tại con đó. Ngoại gì cho ăn cái gì tôi ăn cái đó, đâu mà ăn thêm bằng bớt gì đâu. Thì cái cơ thể của ngoại nhiều khi ngoại buồn, ngoại suy nghĩ á, cái rã huyết nó tăng lên, đường nó cao lên. Bởi vì đừng suy nghĩ bậy bạ. Để quên con xé đi. Thấy không? Tại mình cái suy nghĩ á,